Thưa quý vị, sau một năm làm ăn chắc giả, vào những ngày cuối năm, mọi người dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ tươm tất để cúng tất niên chuẩn bị đón năm mới. Đây là phong tục lâu đời của người Việt Nam. Lễ cúng tất niên diễn ra vào ngày và giờ nào cuối năm tùy vào vùng miền và mỗi gia đình, nhưng thường thì được gia chủ thực hiện vào ngày cuối cùng của năm cũ. Và hôm nay là 30 Tết, đây là lúc gia đình đoàn tụ tưởng nhớ đến ông bà tổ tiên và chuẩn bị tâm thế bước sang năm mới. Để lễ cúng tất niên hôm nay diễn ra chu đáo, từ 2 ngày trước, gia đình ông Trần Công Hiểu ngụ tại phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa đã dọn dẹp nhà cửa, sân vườn, đặc biệt là bàn thờ gia tiên để rước ông bà về đón Tết. Còn trong sớm nay, mọi thành viên trong gia đình ông từ lớn đến nhỏ cùng nhau nấu nướng, cắm hoa, bày biện mâm cúng trước khi cả gia đình thành tâm cúng lễ. Cái nét đẹp truyền thống của văn hóa Việt Nam, bất cứ già hay trẻ đều rất tự hào về cái văn hóa truyền thống của dân tộc này. Cả gia đình thì chung tay để làm một mâm cơm dâng lên bàn thờ tổ tiên để tỏ lòng người thành kính của con cháu của ông bà. Mang trong mình nhiều giá trị, ý nghĩa tốt đẹp về sự đoàn viên, sum họp, nên dù nhiều phong tục khác của người Việt có thể bị mai một qua thời gian, nhưng tục cúng tất niên thì vẫn được lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và ngày càng được giới trẻ tiếp nhận, giữ gìn. Kể cả chúng tôi đi làm xa và đã có một gia đình riêng thì vẫn giữ truyền thống này. Trước khi về thì mình vẫn phải cúng tất niên ở trên kia để theo đúng cái văn hóa truyền thống của mình. Rồi về mình về đây thì mình sẽ cảm giác là vui hơn, đầm ấm hơn khi mà đại gia đình mình được hội tụ để mà ăn một bữa cơm thân mật cuối năm. Mâm lễ cúng tất niên tùy theo điều kiện gia đình cũng như phong tục tập quán mỗi vùng có thể thịnh soạn hay thanh đạm. Lễ vật cũng như mâm cơm cúng không nặng về vật chất mà cốt ở tâm ý của gia chủ đối với tổ tiên, ông bà. Tôi thấy những cái phong tục này rất là tốt. Ông bà già xưa ta dù đi đâu bốn bể cũng là trở về quê hương nguồn gốc để mà tụ lại, dù cái món ăn đạm bạc đơn sơ nhưng mà nó là ấm áp cái tình nghĩa của gia đình. Cúng tất niên thể hiện những giá trị văn hóa, tinh thần đẹp của dân tộc. Bởi đó không chỉ là một nghi lễ mà còn là dịp để người Việt thể hiện tình yêu thương, gắn bó với gia đình, cầu mong cho một năm mới an lành, may mắn.